kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Cảnh giác với thủ đoạn yêu cầu cung cấp thông tin để định danh biển số xe. Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh về việc có các đối tượng tự xưng là cảnh sát giao thông gọi điện yêu cầu người dân cung cấp thông tin để làm định danh biển số, xác thực thông tin phương tiện. Cụ thể, anh NTH sinh năm 1985 ở thôn 5 xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa nhận được cuộc gọi. Tự xưng là Hải, Công an Giao thông Công an huyện Vĩnh Lộc yêu cầu anh đồng bộ thông tin biển số xe định danh. Trước đó, anh LVH ngụ ở khu phố 1, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, Thanh Hóa nhận được nhiều cuộc gọi xưng là cán bộ Công an thị trấn Yên Cát thông báo số định danh cá nhân bị lỗi, thông tin xe ô tô của anh H đã bán cách đây 2 năm bị sai, yêu cầu anh cung cấp thông tin cá nhân và các loại thông tin liên quan đến mua bán xe để xác thực. Anh LDL, sinh năm 1975, trú ở thôn Phượng Ngô 1, xã Hoàng Lưu, Hoàng Hóa, Thanh Hóa cũng nhận được cuộc gọi từ nhiều số điện thoại xưng là cán bộ công an huyện Hoàng Hóa và yêu cầu anh L mang theo căn cước công dân, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe đến tầng 2 trụ sở công an huyện Hoàng Hóa để bổ sung hoàn thiện hồ sơ xe ô tô. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, do thường xuyên theo dõi, tìm hiểu và tiếp thu tuyên truyền về những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, các công dân trên đã cảnh giác nghi ngờ nên đã liên lạc công an xã xác minh nên không sập bẫy của các đối tượng lừa đảo. Qua xác minh, đây đều là các cuộc gọi mạo danh nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân của công dân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nhận diện các dấu hiệu chung của các cuộc gọi mạo danh cảnh sát giao thông, yêu cầu người dân cung cấp thông tin để làm biển số định danh như sau. Đối tượng mạo danh gọi điện cho công dân, giới thiệu là cán bộ đăng ký xe của phòng cảnh sát giao thông và yêu cầu công dân cung cấp các thông tin cá nhân và mang giấy tờ đến phòng cảnh sát giao thông để làm thủ tục định danh biển số xe. Sau đó chúng sẽ gợi ý, có thể trực tuyến rồi gửi những đường link chứa mã độc để đánh cắp thông tin của công dân và chiếm đoạt tài sản. Do đó, người dân cần cảnh giác không cung cấp thông tin hay làm theo yêu cầu của các đối tượng liên hệ qua điện thoại. Mọi thắc mắc hãy liên hệ trực tiếp tới trụ sở công an gần nhất để được hướng dẫn và giải đáp. Nhiều sinh viên bỗng thành con nợ khi tin chiêu lừa việc nhẹ lương cao. Thời gian qua, không ít sinh viên trở thành con mồi trước những chiêu trò lừa đảo việc nhẹ lương cao của kẻ xấu. Nguyễn Tấn Phát, 18 tuổi, quê ở Nam Định, sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội, vừa mất 1 triệu đồng khi tin vào bài viết tuyển dụng trên mạng xã hội. Gia cảnh không mấy khá giả nên ngay khi lên Hà Nội, Phát đã tìm công việc làm thêm sau giờ học. Nam sinh truy cập vào nhóm tìm việc làm thêm tại Hà Nội, thấy có nhiều công việc lương cao, giờ giấc linh hoạt phù hợp với lịch học trên trường và sinh hoạt ở nhà nên khá hứng thú. Sau khi hỏi kỹ hơn về công việc, Phát thấy đáp ứng đủ các yêu cầu, nhưng trước khi đến nhận việc, công ty này yêu cầu phải đóng trước các khoản tiền như tiền đồng phục, tiền làm hồ sơ tuyển dụng, tiền giấy khám sức khỏe, tổng mức đóng gần 1 triệu đồng. Mức lương cao, thời gian làm phù hợp, không gò bó nên nam sinh đóng luôn không nghi ngờ. Đóng tiền xong, họ hẹn hôm sau đến địa chỉ công ty để phỏng vấn và có thể làm việc ngay. Hôm sau, khi đến địa chỉ công ty để phỏng vấn, nam sinh mới phát hiện nơi này chỉ là ngõ nhỏ với toàn nhà dân. Phát hỏi hàng xóm xung quanh và được biết khu vực này từ trước đến nay không có công ty nào. Chàng sinh viên vội vàng mở điện thoại, tìm lại đoạn chat với người tuyển dụng trước đó thì thấy tất cả tin nhắn đều bị xóa, không dấu vết, gọi điện cũng không liên lạc được. Phát sững người khi biết bản thân đã bị lừa. Nghe nhiều về lừa đảo qua mạng nhưng không nghĩ sẽ có ngày em lại trở thành nạn nhân. Mặc dù buồn vì mất tiền nhưng em cũng coi đây là bài học kinh nghiệm để trưởng thành hơn, nam sinh chia sẻ. Ngô Xuân Nam, 18 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, sinh viên năm nhất trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội đã mất gần 10 triệu đồng khi rơi vào bẫy tinh vi của bọn lừa đảo. Nam hay lướt mạng xã hội để tìm hiểu thông tin về đơn vị tuyển cộng tác viên mua bán hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki. Với mỗi lần mua hàng sẽ được hoàn trả tiền cộng thêm tiền hoa hồng từ 10 đến 20% giá trị đơn hàng. Ban đầu, phía công ty gửi đường link và các trang web cho nam sinh để duyệt đơn hàng và yêu cầu đặt cọc 100%. Mới đầu, những đơn lẻ có giá trị từ 15 đến 50.000 đồng, nam mua vẫn được hoàn tiền cùng hoa hồng về tài khoản. Tuy nhiên, khi đặt vấn đề muốn rút số tiền này để về tài khoản, lập tức phía công ty yêu cầu nam cần thực hiện thêm những đơn hàng khác để tăng thêm tiền thưởng mới rút được. Sau đó, tài khoản của nam liên tục nhận được những đơn hàng với mệnh giá cao hơn, từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Khi nộp đến 7 triệu đồng, em rất sốt ruột
vì tiền cứ nộp vào để mua hàng nhưng tiền hoa hồng lại không nhận được. Nhắn tin với nhân viên công ty, họ yêu cầu phải tiếp tục mua tiếp để đạt mốc 10 triệu đồng. Nếu không, toàn bộ tiền đã nạp vào, mua hàng trước đó và tiền hoa hồng đều không lấy được, nam sinh nói. Tiếc số tiền đã bỏ vào trước đó, nam phải vay bạn bè tiền với hy vọng mua nốt vài đơn hàng sẽ được công ty hoàn trả. Đến khi không còn tiền đóng nữa, nam phải xin công ty mở tài khoản cho phép rút tiền về. Thế nhưng người hướng dẫn lập tức chặn liên lạc chỉ trong một nốt nhạc. Bao nhiêu tiền học phí bố mẹ gửi xuống đều bị lừa sạch. Mấy hôm nay em suy sụp không dám gọi điện về cho gia đình, nam buồn bã chia sẻ. Cô Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó trưởng khoa xã hội và phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, hiện nay tình trạng các tân sinh viên hay thậm chí sinh viên năm 2, năm 3 phải đối mặt với các chiêu thức lừa đảo rất tinh vi. Một số nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên do sinh viên còn thiếu kỹ năng, ít chủ động tìm hiểu sâu và tư duy vấn đề theo hướng bản chất của sự việc, nên dễ bị cuốn vào các thông tin được thổi phồng, công việc nhẹ, lương cao hoặc những quảng cáo của nhà tuyển dụng, các trang mua bán, cho thuê giá rẻ mà chất lượng tốt. Theo cô Mai, khi tìm việc làm thêm, sinh viên cần tìm tới các trung tâm môi giới uy tín, tìm hiểu kỹ trước khi nộp đơn về chỗ ứng tuyển, nội dung công việc, điều khoản trong hợp đồng. Sinh viên cần trang bị kiến thức và kỹ năng cho bản thân như tìm hiểu thông tin, biết cách khai thác và hiểu được bản chất của sự việc. Không có công việc nào là nhẹ nhàng mà dễ thành công. Để tránh rơi vào các chiêu trò lừa đảo, khi mua bán, thuê nhà, cần tìm hiểu thông tin qua các kênh tin cậy, đến tận nơi tìm hiểu rồi mới đưa ra quyết định, cô Mai nói. Định danh cuộc gọi, người giao hàng để phòng tránh lừa đảo. Trước tình trạng, hàng loạt người dân bị lừa đảo dưới hình thức giả mạo người giao hàng, nhiều ý kiến cho rằng cần thực hiện định danh cuộc gọi người giao hàng hoặc chỉ cho phép liên hệ với khách hàng qua ứng dụng chính thức do nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc người bán hàng cung cấp. Nạn nhân của các vụ lừa đảo chủ yếu là người cao tuổi. Tuy nhiên, ngay cả người trẻ, nhân viên văn phòng, những người thường xuyên mua sắm trực tuyến cũng trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo. Nguyên nhân của tình trạng này là vấn đề rò rỉ dữ liệu cá nhân, bên cạnh đó là sự chủ quan của người dùng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Để hạn chế hình thức lừa đảo này, các đơn vị vận chuyển cần định danh rõ ràng người giao hàng qua số điện thoại hoặc chỉ được liên hệ với khách hàng qua ứng dụng chính thức do nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc người bán hàng cung cấp. Về phía người tiêu dùng cần chủ động kiểm soát thông tin liên quan đến đơn hàng của mình. Người dùng chỉ truy cập vào một nền tảng duy nhất và tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ từ shipper.